Cục Quản lý Môi trường Y tế Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo có thể xem xét cho tiểu học mầm non nghỉ nếu mà chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong thời gian 3 ngày liên tục. Nếu bắt buộc đi học thì cần tránh các hoạt động ngoài trời hoặc là điều chỉnh thời gian học phù hợp. Cục Quản lý Môi trường Y tế cho biết một số tỉnh thành đã bị ô nhiễm không khí có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ và những người có bệnh nền. Cơ quan này khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng không khí trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố để thực hiện các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe phù hợp như đeo khẩu trang, thường xuyên dọn dẹp thông thoáng môi trường sống, hạn chế sử dụng bếp than tổ ong, củi đốt rơm rạ.